Thái Sơn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Vâng, chúng ta tiếp tục chuỗi video về thủ tục trả góp, lãi suất ngân hàng và số tiền khách hàng cần trả trước. Innova 2019 là biểu tượng của phong cách hiện đại, trẻ trung, là một trong những dòng xe chiếm doanh số cao nhất trên thị trường hiện nay. Xe Toyota Innova 2.0G 8 chỗ số tự động cũng là mẫu xe lý tưởng dành cho gia đình hoặc các tổ chức, doanh nghiệp. Phiên bản 2.0G là có phần nhỉnh hơn so với phiên bản 2.0E, vì thế giá xe cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Trong phiên bản 2.0E chỉ có giá khoảng tầm 771 triệu đồng, thì giá xe Innova G là 847 triệu đồng. Innova G là phiên bản tầm trung của dòng xe Innova. Trên nó có hai phiên bản đàn anh là Innova 2.0 Venturer và Innova 2.0V, có giá lần lượt là 878 triệu đồng và 971 triệu đồng. Nếu như anh chị chưa thật sự hài lòng với phiên bản 2.0E mà đang còn lăn tăn với hai phiên bản cao cấp hơn, do đó giá xe cao hơn, thì Toyota Innova G có thể sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, phù hợp. Và video ngày hôm nay, Thế Sơn tiếp tục tính các chi phí lăn bánh, thủ tục vay vốn, số tiền trả trước và lãi suất ngân hàng của chiếc Innova G. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí. Vâng, giá niêm yết của xe là 847 triệu đồng và 855 triệu đồng đối với phiên bản màu trắng ngọc trai. Ngân hàng sẽ hỗ trợ mình 80%, tương đương với 677 triệu đồng. Số tiền đối ứng 20%, tương đương với 170 triệu đồng. Và số tiền khách hàng cần trả trước là 20% cộng với chi phí lăn bánh xe, bao gồm lệ phí trước bạ 84 triệu 700 ngàn đồng, lệ phí đăng ký 11 triệu đồng đối với khách hàng thành phố và 1 triệu đồng đối với khách hàng tỉnh, lệ phí đăng kiểm là 340 ngàn đồng, lệ phí sửa chữa cầu đường 1 triệu 560 ngàn đồng và 2 triệu 160 ngàn đồng đối với doanh nghiệp trên 1 năm, lệ phí bảo hiểm bắt buộc 947 ngàn đồng, bảo hiểm vật chất thân xe 13 triệu 128 ngàn đồng. Vậy tổng chi phí khách hàng cần trả trước là 281 triệu đồng. Đây là chi phí tạm tính, giá xe có thể giảm xuống rất nhiều khi được trừ khuyến mãi. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Thế Sơn 0911 554455 để Thế Sơn tư vấn cụ thể. Và bây giờ là bảng tạm tính, chi tiết, tiền gốc, lãi hàng tháng cũng như hồ sơ giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị để mua chiếc Toyota Innova G. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí.
Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực
và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.